C. Cội gốc của tưởng ấm, kinh văn Nhược động niệm tận, phù tưởng tiêu trừ, ư giác minh tâm như khử trần cấu, nhất luân sanh tử, thủ vĩ viên chiếu, danh tưởng ấm tận, thị nhân tác năng, siêu phiền não trược, quán kỳ sở do, dung thông vọng tưởng, Dĩ vi kỳ bản, việt dịch nếu hết động niệm tiêu trừ sạch vọng tưởng thô phù, trong tâm giác ngộ sáng suốt như rũ bỏ hạt bụi dơ, một dòng xanh tử trước sau soi chiếu tròn khắp, gọi là tiêu dung tưởng ấm, người ấy có thể vượt khỏi phiền não trược. Quan sát lại nguyên do của tưởng ấm, thấy nguồn gốc của nó là vọng tưởng dung thông giảng nếu hết động niệm tiêu trừ sạch vọng tưởng thô phù vọng tưởng cực kỳ vi tế là ở thức thứ sáu và tiêu trừ hết vọng tưởng thô phù do vì các thứ tưởng vi tế này trong thức thứ sáu đã được tiêu trừ nên các tưởng hư vọng thô phù này cũng được tiêu trừ theo trong tâm giác ngộ sáng suốt như rũ bỏ hạt bụi dơ tâm giác ngộ sáng suốt này là thức thứ tám Giờ đây rõ ràng là thước thứ 8 đã thanh tịnh hóa mọi dơ bẩn của vọng trần. Một dòng xanh tử trước sau soi chiếu tròn khắp có mười hai loại chúng sanh, từ loài thai sanh, loãn sanh cho đến loài phi vô tưởng. hành giả biết được rõ ràng nhân từ trước đã gây ra và kết quả sau này phải thọ nhận của tất cả mọi loài chúng sanh, đó gọi là tiêu dung tưởng ấm. vào lúc hành giả đạt được túc mạng thông, người ấy có thể vượt qua phiền não trược quán xét lại nguyên do của tưởng ấm quán xét lại nguyên do sâu xa mọi tạo tác của hành giả nguồn gốc của nó là vọng tưởng dung thông đến lúc này các vọng tưởng trở nên dung thông với nhau mỗi vọng tưởng trở thành nguồn gốc của chính nó